có mặt ở Tiền Giang. Đây là sông Tiền nha cả nhà. Rất là đẹp luôn, đằng kia có cây cầu. Đây là khách sạn Trương Châu Dương. Châu Dương phải bên nào? Trương Dương. Trương Dương. Thì sáng thức dậy thì cũng quay một khúc phim đây. Mình nghỉ ngơi rồi sáng sớm có thể là ra ăn sáng, ăn buffet đây nha cả nhà. Ở trong cái gối mà mình ngủ khách sạn sẽ có ăn buffet. Sáng sớm thì mình thấy có nhiều anh chị lội ở dưới sông này cũng rất là hay. Sạn rất rộng rãi, thoát mát, giá cả thì cũng được. Quá đẹp luôn. Bên kia cái bờ kè cũng đẹp lắm anh. Có những cái ghe. Đây quay Năm. Đây Năm đứng đây quay lại cây cầu. Sao Năm thấy đi xuống đây nghỉ khách sạn đồ vui không? Cây cầu, nhìn cây cầu cả Năm. Đó có cây cầu nha. Cầu này chắc cầu Tiền Giang quá. Mình mới xuống đây lần đầu tiên cũng không biết cây cầu gì nha cả nhà. Đây là mình đứng ra đây thì khách sạn ra thì bên đây là tay phải Năm. Vợ chồng đi cùng với con gái. Con gái thì có nhà ở đây cho nên về nghỉ ngủ với mẹ. Còn lo khách sạn cho ba Năm với má Nhi nghỉ. Rồi sáng ăn buffet. Rồi ba Năm với má Nhi chạy về Cần Thơ nha. Rồi Năm quay về ra mình chào cả đây. Chào cả nhà, thì bây giờ mình sẽ đi xuống ăn buffet nha. Rồi, ở nhà mình hãy theo chân đi coi cái dưới ăn buffet là món gì ngon hay không nha. Đây mình sẽ đi xuống để ăn buffet nha cả nhà. Ở đây là ăn buffet thì cặp cái bờ sông rất là hay. Rồi hai người ngồi đâu con? À vậy thôi ha. Rồi, rồi ngồi đây đi cho nó ra bờ sông đi xuống Mỹ Tho. Thì đây là khách sạn Trương Dương. Rất là đẹp nha. Ở nhà mình ơi, mấy má con của Biết Má Nhi đang có mặt ở anh khách sạn Trương Dương. Giờ này thì gia đình mình đã là ăn sáng uống cà phê, Tiên Nguyễn. Ăn sáng uống cà phê cả nhà ơi. Sông Tiền. Mỹ Tho. Về quê của Mỹ Tiên nha. Quê của Mỹ Tiên ở Mỹ Tho, sông Tiền đây các bạn ơi. Rồi sáng được ngủ ở khách sạn Trương Dương đây rồi được xuống đây ăn buffet. Có Tiên và Ben lại đây để cả nhà, nếu mà có xuống Mỹ Tho ở một khách sạn Trương Dương ngay trung tâm Mỹ Tho, cũng là quê của
Ti Nguyễn. Ti Nguyễn TV. Nếu mà nói về kênh của Mỹ Tiên, Ti Nguyễn thì là kênh Tiên TV nha cả nhà. Nhớ nếu mà có thích Ti Nguyễn xinh đẹp, một người phụ nữ Việt Nam ở nước Úc rất là tuyệt vời, cũng là một bác sĩ dễ thương. Cả nhà mình nên nhớ tâm lý, bác sĩ chuyên gia tâm lý. Con cứ nói cho cái nhà mới biết đi, con là bác sĩ gì. Cả nhà ơi, thì mình qua Úc cũng được 24 năm rồi, thì qua chứ bằng mình học ngày học đêm thì mình được lấy được cái bằng nhỏ xíu thôi về chuyên gia tâm lý, thì gần như là bác sĩ tâm lý ở cả nhà, để mình giúp những người bị trầm cảm, những người mà có hoàn cảnh khó khăn mà người ta không có kiểu như không có cái chỗ dựa, thì người ta đến với mình thì mình khuyên người ta, mình giúp đỡ hết khả năng mình cả nhà ơi. Nếu như mà ai có những cái gì lo lắng buồn phiền mà không thể giải tỏa được cái chế tâm lý thì cứ liên hệ mình qua cái số điện thoại ở Úc nha, 0422756072, thì mình sẽ tư vấn cho mọi người. Nếu như mọi người được vui là cái niềm vui được đến cho mình nha cả nhà. Hay quá. Rồi thôi giờ mấy má con mình cũng uống cà phê rồi, để chào cả khán giả của má Nhi luôn nghe con. Mời cả nhà uống. Bây giờ mình uống trà gừng. Cùng má uống trà gừng luôn. Hai má con rất là hợp. Lên 1 2 3 vô nè. 1 2 3 vô. Con mời ba luôn nha. Cảm ơn. Má con mình chào lại nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và nhiều sức khỏe nha. Rồi. Cả nhà mình ơi, bây giờ mình cùng với Ben với Tiên sẽ lên xe đây để gặp một người bạn của Tiên nha. Đây, nhà hàng Trương Dương nha cả nhà. Để má qua bên kia. Đây, mấy má con lên xe gặp một người đặc biệt. Rồi chị ra đi, chị trở về chỗ nhà hàng hồi tối. Uống cà phê đây nè, để trái chỗ cái bánh chưa mà tối mình uống nước không ta, gần đó ta, ở chỗ kia đó the phone. I just called him before this way come. Oh, you're gonna say about it. Yeah, he's there. Ban ngày thì mình cũng quay lại cho cả nhà mình nha. Đó, Cảng Du Thuyền Mỹ Tho. Cảng Du Thuyền nha cả nhà. Giờ mình xuống đi con ơi, để rồi. Ba vô sau nha. Rồi để ba vô sau đi. Đây là mình đã đến chỗ Du Thuyền rồi đây, để gặp một người bạn của Tiên, để Tiên hợp tác để đưa du lịch về nước Úc.
happy to see you again. Right, see you again. See you. Yeah. Been a while. Đây là chủ của cái thuyền du lịch này nha cả nhà. Okay, now you can stay here. Yes. Breakfast here. Muốn lên tham quan cái tiệc cưới. Đây là giờ trưa nay mình ăn cơm đây. Đây chủ ở nhà kêu ra bếp nấu những cái món mà coi như là bình chứ không đừng những món mà dân dã của mình nói du thuyền ở đây nha. À, cũng là người thân của Tiên. Đây là giám đốc Phong cũng nhận con nuôi của bếp Mã Nhi rồi đó nha. À, quyết định bữa nào mời hai chị em lên chỗ Mã Nhi. Để chị kêu tụi nó dọn cái phòng bếp. Cái lát kêu mình ăn cơm nấu những cái món mà đổ riêu cua đồng rồi để kêu những cái món nào mà của mình đó. Chứ đừng có nấu mấy cái món mà tiệc tùng ăn hết. Để dân. Hay quá. Nha. Rồi cái dặn và chắc và lão Tiên nó nhắc Trang. Nói nhiều năm nay Trang nhiêu tuổi rồi? Bằng tuổi luôn. Ồ, bằng tuổi mình. Ồ, quý mẹo. Đây. Đây chủ ở du thuyền đây là cũng bằng tuổi của mình nha. Dễ thương quá ha. Nè, bắt tay một lần nữa quý mẹo với nhau nè, hai người đó là có thể là mình nói là chắc có lẽ là giống nhau. Rất là giỏi, rất là làm. Đó anh nhìn để là biết rồi. Chứ quyết định bữa nào tôi mời lên trên tôi bữa nha. Rồi. Rồi. Đi đi. Rất là đẹp nè cả nhà. À, mai mốt có đi Mỹ Tho thì hãy đến đây là con nói là chỗ này là sao? Du thuyền Mỹ Tho. Du thuyền bến du thuyền Mỹ Tho nghe cả nhà mình. Là cũng bạn thân của cậu của Mỹ Tiên. À, còn chị nuôi của Mỹ Tiên. Đó, còn đây là chị nuôi của Mỹ Tiên. Wow. Nón kìa. Đẹp quá. Để má cũng giới thiệu cho mai mốt mà khách nào mà có đi về chỗ má đó. Rồi má cũng nói nếu có đi Mỹ Tho thì ghé chỗ du thuyền Mỹ Tho này để kết hợp. Dạ. Như các tôi đi Cần Thơ á. Đối tác của con đi Cần Thơ nhiều lắm. Đúng rồi. Thì con sẽ nói với họ có đi ngang chỗ đó thì ghé ủng hộ má. Tại vì cách con đa hoặc là đúng rồi. Trước khi con giới thiệu con phải lên má mới giới thiệu được. Dạ con với chị Trang sẽ lên. Trang quyết định phải lên nha. Dạ. Rồi có gì là má sẽ giới thiệu cho đây quá tuyệt vời luôn. Đẹp quá cả nhà ơi. Dạ. Cả nhà ơi, đây là cái chỗ du thuyền của Mỹ Tho. Nhưng mà ở trên đó là nhà hàng đây tiệc cưới này cả nhà mình. Ở dưới thì mình thấy cà phê rất là ngon. Và ban đêm ra cái view ở ngoài uống cà phê rất là ngon, rất là đẹp. Còn ở trên này nằm có nhà hàng rất là tuyệt vời luôn đây. Cả nhà mình thấy ở dưới đây mình sẽ thấy dưới lộ này sông Tiền nè. Dạ, tàu này đi liền giờ.
vậy đó. Cái tàu này là chút xíu là khách quốc tế xuống đi hết luôn. Vậy đó hả? Ồ. Oh. Bây giờ là chuẩn bị vừa này. Đó. Chuẩn bị là khách quốc tế xuống tới. Khoảng 10 giờ mấy là xuống tới. Đó. Cả nhà mình ơi, nếu mà anh chị em nào mà trong nước ngoài nước nếu có về Mỹ Tho là cái điểm này là cái điểm đẹp nhất. Cái view cũng đẹp thì ban đêm ban ngày gì thì mình sẽ có một cái thuyền như vậy chạy vòng sông Tiền để ngắm Cù Lao. Ngắm Cù Lao. Ô Cù Lao bên đó phải không? Dạ. À, đẹp luôn. Đó là Tân Long. Ngó bên kia là Thới Sơn. Ngó bên kia là còn bốn Cù Lao Long Lân Mỹ Phụng là làm gì chứ? Rồi. Quá đẹp ha, có cái Cù Lao ha, mình đâu có biết đâu. Ôi, cái này thì cái đường đi này ban đêm rất là mát này cả nhà. Ban đêm hình như là có cả ok. Rồi, hello men. Quá đẹp ơi, quá đẹp luôn men ơi. Không ngờ bữa nay là mình được lên trên này mình trải nghiệm một cái chỗ của nhà hàng rất là sang trọng nên là năm quá đẹp luôn. Đây, mình được là Phong nha. Hôm nay mình nhận con nuôi là làm giám đốc ở đây. Má ghi vô là đứa con bắt đắc dĩ nhận muộn quá. Đứa con này nhận hơi bị muộn đó, nếu nhận sớm chút nữa là ngon lắm rồi đó. Dạ nhưng mà nó muộn nhưng mà nó ý nghĩa mẹ ơi. Rồi vậy đi ha. Dạ. Tuy rằng muộn nhưng mà rất ý nghĩa. Rồi má là nhìn con là má biết là con có hiếu. Dạ. Con cũng cảm ơn má nhiều. Con cũng mong một ngày con lên thăm má. Mà con cũng giỏi lắm, con mới làm đó là giao cho con quản lý cho tất cả. Ông nghe cái này thì cũng con cũng không dám chắc lắm. Thì cái gì cứ để cái sự phát triển là câu trả lời chứ còn mà con thì chưa dám nhận cái giỏi đó. Thôi má nhìn nó biết rồi. Đây cả một cái nhà hàng nè, tiệc cưới rất là sang trọng luôn rồi. Những cái bến để khách quốc tế xuống đi để tham quan nè. Đó mà con không biết cho gì nổi đi đâu đứng đi. Đây cả nhà ơi, hôm nay là Trang là chủ ở du thuyền cảng Mỹ Tho, mời má con của bếp Má Nhi một bữa cơm. Cả nhà mình mai mốt có đi Mỹ Tho nhớ đến chỗ cảng du thuyền Mỹ Tho đi nha, rất là tuyệt vời luôn, có những cái phòng riêng ăn rất là ngon nha cả nhà. Đồ ăn bữa nay là ăn cơm đơn giản thôi đó, canh cua nè, bò xào bông gì bò xào gà muống nè, tép ghim nè, tép gan đó ha. Bữa nay là ăn cơm là ngon rồi đó. Ồ mắm nè, đúng rồi, mắm chân đây. Rồi, anh Năm vô đi, hai vợ chồng của Tiên đâu rồi? Năm vô rồi đi. Đúng rồi, ra đi. Nhận Phong làm con nuôi rồi đó. Nhận Tiên làm con nuôi rồi, giờ nhận cái này không dám nhận Trang làm em nuôi đâu. Đây để mình ra ngoài sông mình cho. Đúng rồi. Ở ngoài này là cái cảnh bờ sông Tiền nha cả nhà. Có mấy chiếc du thuyền. Có mấy chiếc du thuyền hôm nay đậu đây. Khách Tây rất là đông nha cả nhà mình. Đây là có một cái bến tàu để cho khách nước ngoài về đi sông Tiền nha cả nhà mình ơi. Toàn là khách nước ngoài đi du thuyền là nhiều nha. Có những cái tàu nhỏ giống như là chợ nổi sẽ đưa khách nước ngoài đi vòng vòng, có một cái Cù Lao. Có mấy chiếc thuyền này thì đậu đây thôi chứ đưa khách đi nhiều nước chứ không phải là ở sông Tiền này nha. Cái tàu lớn này lần đầu tiên mình đi xuống Mỹ Tho
chị rất là hạnh phúc khi gặp Trang là chị của Tiên. Tiên. Cho nên là Trang mời một bữa cơm. Bữa cơm này là con đưa tới cho mấy bữa cơm là rất là danh giả ở một cái nhà hàng rất là lớn ngồi trong cái phòng VIP nha. Nhưng mà bữa cơm này rất là thân mật. Nhưng mà má nghĩ bữa cơm đây là má con mình ăn sẽ ngon nhất trong các bữa cơm. Thôi giờ mời đi ha. Cái tình hình này là ngon dữ lắm rồi. Ăn gì ăn một cái cho cái nào mình thèm một cái coi. Đây nha. Ngon. Nếu mà nói mà mình ăn cơm đó là ăn hết là cơm luôn. Ngon. Tuyệt vời. Nó vừa vừa vậy nè. Nó vừa vừa nó kết hợp cái mùi rất ngon. Cái mấy món tiền luôn. Nó làm với con cơm của người thật luôn, quá ngon. Mình lên An Giang thì thầm ngày đúng rồi đó. Đại mình thảo, mình cũng được rồi. Bây giờ toàn.
Kỳ trước em với mình đi á, rồi cái bắt đầu đem rượu mà không cần biết sẽ đi không đem rượu của An Giang ngay nữa. Trời ơi, nó bữa đó là coi như là anh em ngon chưa được hết, nó mua xích ra luôn vô họ. Mà đặc biệt đó là ở ngay An Giang đó thì anh hai có một đội ngũ tiếp viên được không? Coi như là một cái dàn quân ra đứng nhìn thấy là em lẩu cái mận áo mà đội bà ba thấy thì nó cực kỳ đó. Là cái gì không biết. Nha. Anh đẹp tiếp. Nhìn hết hồn. Dạ. Nói vô cái lạnh vụ. Dạ. Anh nghĩ là anh trời em vui. Cái miền Tây đẹp lắm. Cái vô đến một vụ anh có nên với anh nghe. Trời vô cái bữa đó mà bữa ăn ngon mà nó giả ăn ăn rồi mình nơi đậu uống cộng rồi. À, nhưng mà má nói cho Phong nghe một cái nữa nè. Khi mà Phong dưới Trang mà đi lên trên chỗ mà quán Nhi của má đó, rồi đi rồi về kể chuyện thêm nha. Có là những cái món giống như em có nói với má Nhi là em với chị thì cũng hay đi lên Cần Thơ, nhưng mà từ Cần Thơ lên đó thì má Nhi nói là 5-17 cây số hoàn toàn bình thường. Đúng rồi. Đúng rồi, Cần Thơ, từ Cần Thơ lên Ông Môn thì khoảng 15 cây số chút à. Nhưng mà bằng mọi giá, một ngày gần nhất là Trang với Phong là phải lên chính tay mình sẽ làm cho món bánh canh ngũ sắc nè. Rồi những con gà nước gu ti mà thì nước dừa. Ôi. Thôi. Những em đi lần nào. Nhưng mà mực một nắng cứ lên trển, rồi mình sẽ làm nhiều mỡ nữa nghe, quyết định nha. Ừ. Rồi mà qua Phúc đi rồi đó chị. Phúc đi lại này cũng đi lên đây dự điện phụ cảnh á. Phúc đi tới 10 ngày. 10 ngày. Quá ngon. Thôi bây giờ để cho mọi người ăn. Mình cũng kết thúc video tại đây nha cả nhà. Thôi chào cái đi ba người đẹp bên kia. Đây con trai lại đây ăn cho. Cho chào cả nhà con. Con đứng y chỗ cũ nãy nha. Cái đó đi con. Dạ con đi chơi nha. Cả nhà mình chào cái cơ của biết bao nhiêu đi nha. Chào hẹn gặp lại.